số 181, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận hôm nay đó chính là sức mạnh của ngôn từ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong chủ đề của ngày hôm nay thì có rất nhiều điều mà chúng ta có thể nhận lại. Thứ nhất là xem thử bản thân mình đã sử dụng ngôn từ một cách phù hợp hay chưa. Thứ hai là liệu rằng chúng ta đã có từng gián tiếp hay là trực tiếp để lại những cái vết thương hoặc là những cái tổn thương nào cho người khác hay không. Và cũng sẽ từ đây chính bản thân mình có một cái tiếng nói dành cho riêng mình để có thể cải thiện mọi thứ ngày một tốt hơn. Vì vậy cho nên là thông điệp của ngày hôm nay, Huân xin phép mượn câu nói của mẹ Teresa, một câu nói mà có thể đánh động tất cả chúng ta, rằng là những cái lời tử tế thì có thể ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của chúng thì thực sự vĩnh cửu. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là chỉ những cái câu nói, những cái lời nói, những cái điều mà chúng ta viết ra thì cũng có thể để lại những cái tác động lớn trên trên người khác. Do đó mà chúng ta càng cẩn ngôn, chúng ta càng cẩn trọng bao nhiêu thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những cái điều tốt đẹp bấy nhiêu, nhất là đối với ngôn từ của chúng ta. Và tám cuối tuần số 181 thì sẽ gửi đến chúng ta hai câu ngạn ngữ để cho tất cả chúng ta có thể suy nghiệm qua hai câu nói này. Thứ nhất là một câu ngạn ngữ của Ả Rập, bốn điều không thể quay lại, đó chính là lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống và cơ hội đã bỏ qua. Người ta xếp lời đã nói là một trong những cái yếu tố đầu tiên mà nó quan trọng đến mức phải xếp nó vào trong những cái điểm mà đầu tiên để nhắc nhở khi mà chúng ta không có cơ hội đi quay lại làm điều đó. Lời nói đã thốt ra thì cũng giống như là gáo nước đã tạt đi, cho dù chúng ta có cố gắng để gỡ gạc đến bao giờ, đến bao lâu thì chắc chắn cũng không thể quay lại từ đầu. Chưa kể theo thời gian nó có thể gây ra những cái hậu quả hay cũng có thể tạo ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta cũng như đối với người khác. Một cái câu ngạn ngữ thứ hai của Nhật, nó nói cho chúng ta biết rằng là cái sự ảnh hưởng không có tích cực của ngôn từ, đó là không đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để im lặng, đó là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ. Như vậy thì nếu như chúng ta không có nói những cái lời nói trong những cái ngữ cảnh thích hợp với những cái ngôn ngữ hoặc là với những cái ngôn từ mà nó phù hợp cho người ta muốn nghe hoặc là cho cái điều đó nó trở nên tốt hơn, hay là chúng ta cũng không đủ khôn ngoan để biết lúc nào nên im lặng, thì đó chính là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ theo ý của ngạn ngữ Nhật. Và chắc chắn rằng không ai trong chúng ta muốn mình là một người thô lỗ, càng không ai muốn vì một lời nói nào đó của mình lại khiến mình ân hận về sau. Vậy thì chúng ta có thể học cách cẩn trọng trong ngôn từ của mình, từ cái cách nói của bản thân cho đến lối diễn đạt, cả qua lời lời ăn tiếng nói lẫn qua cách chúng ta viết, chúng ta thể hiện bằng ngôn ngữ viết, thì ngay từ bây giờ vẫn còn kịp. Và vậy thì chúng ta cũng sẽ bàn luận với nhau về cái ý nghĩa hoặc là cái định nghĩa của ngôn từ. Theo dự án từ điển tiếng Việt của Hồ Ngọc Đức thì ngôn từ có nghĩa là chữ nghĩa khi mà chúng ta nói hoặc là khi viết. Còn theo từ điển của Nguyễn Quốc Hùng thì ngôn từ ở đây được hiểu là lời nói hay là lời văn. Lời nói tức là chúng ta sử dụng tiếng nói của mình, âm thanh mà quý vị đang nghe Huân nói đây chính là lời nói. Lời văn chính là cách thức mà người ta diễn đạt, cách thức mà người ta viết những cái từ ngữ ra ngoài, ví dụ như viết email hoặc là đăng các cái trạng thái trên Facebook hoặc là viết sách hoặc là viết thư tay, vân vân. Vậy thì sau khi chúng ta biết rằng là ngôn từ mà chúng ta đang đề cập đến ngày hôm nay chủ yếu nói về chữ nghĩa hoặc là nói về lời nói, lời văn khi mà chúng ta nói hoặc là viết, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là lời nói tuy vô hình, vô tướng nhưng sức mạnh hoặc là sức ảnh hưởng của nó đến cảm xúc,
thái độ và suy nghĩ của con người theo nhiều cách khác nhau, thông qua tiếng nói hoặc là chữ viết, thậm chí có cả hình ảnh, âm thanh, ngữ điệu, mà chúng ta có thể nói tóm gọn lại là thông qua cái ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Thì nó có thể để lại rất nhiều tác động, thậm chí tác động của nó có thể vượt xa những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Bằng lời nói thì ta có thể khiến người khác mỉm cười, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến ai đó đau khổ, căm ghét và thù hận. Một lời nói đúng lúc sẽ tạo động lực vô cùng là to lớn, nhưng mà lời khiển trách thiếu tinh tế thì có thể hạ gục một người trong cơn chới với. Lời tốt đẹp khéo léo có thể giúp cho người ta cảm thấy đặc biệt, nhất là người thân mình. Vợ chồng có thể cảm thấy được quan tâm, chăm sóc, con cái có thể cảm thấy biết ơn, có thể phấn đấu, đồng nghiệp hoặc là nhân viên của mình có thể thấy bản thân họ được đánh giá cao và họ có thể có những ngày làm việc tích cực. Như vậy cho nên ông cha, ông bà ta cũng đã từng dạy chúng ta rằng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là không phải chỉ bây giờ chúng ta mới bàn luận về lời nói, mà lời nói đã được đề cập, đã được nhắc đến từ rất lâu rồi. Trong kho tàng ca dao tục ngữ của chúng ta có rất nhiều những câu như vậy. Và ngày xưa lúc mà Huân học đại học đó thì người thầy của mình thường hay nói những câu là lời ngọt lọt đến xương, và những cái câu mà lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hoặc là làm gì á, hoặc là muốn nói gì cũng phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói, vân vân. Thì những câu này vẫn còn nhớ, mà mình thực sự là ghi nhớ nó như những cái bài học kinh nghiệm cho suốt cuộc đời của mình. Khi mà công việc của mình là giảng dạy, công việc của mình là sử dụng lời nói để mà tác động hoặc là ảnh hưởng đến người khác, cũng như là tự rèn nhũ chính mình. Do đó mà chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta sử dụng lời nói sao cho nó hay, sử dụng lời nói sao cho khéo léo, sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp thì có thể giúp cho chúng ta phát huy tác dụng của nó, phát huy sức mạnh của nó. Đừng có để nó phát huy tác dụng ngược, hoặc là sức mạnh mà chúng ta không thể kiểm soát, hay là nó đi theo hướng không tích cực. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm một góc độ nữa. Chúng ta thấy rằng là nếu như lời nói của chúng ta mà hài hước, vui tươi, đầy lòng yêu mến thì có thể giúp xua đi căng thẳng, hàn gắn những vết thương lòng, bồi đắp sức mạnh, niềm tin, và cũng có thể tạo nên được cái yếu tố động viên cho những người đang chán nản, mất phương hướng. Lời nói cũng có thể thay đổi cách suy nghĩ chưa đúng của chính mình, làm rõ những mơ hồ tồn tại, đưa ra được đường hướng cho tương lai phía trước. Chúng ta thấy rằng là các cái ngành nghề mà người ta có thể giúp cho chúng ta thay đổi suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, ví dụ như là các nhà tư vấn, hoặc các nhà tham vấn tâm lý, giáo dục, giáo viên, hoặc là các chuyên gia trong các cái lĩnh vực về mặt ngôn ngữ. Vì chúng ta cũng thấy rằng là đối với ngày xưa đó thì lời nói có thể giúp tăng nhuệ khí cho quân binh, và có thể tăng thêm nghị lực cho các vận động viên, hay là cũng có thể làm nhục chí hoặc là hàng phục kẻ thù kẻ ác. Chúng ta thấy rằng là trong các cuộc đấu bóng, mà trong các cuộc trong cái các hội thi, hoặc là trong những cái đại hội thể thao á, thì chúng ta thấy rằng là những cái người huấn luyện viên là những người rất là quan trọng. Chúng ta ví dụ như là thầy Mark Hanser của chúng ta chẳng hạn ha, thì chúng ta đang trong cái thời điểm mà theo dõi những cái trận đấu rất là kịch tính, và cũng có thể là niềm hy vọng của Việt Nam về mặt bóng đá. Thì chúng ta thấy rằng là thỉnh thoảng Huân vẫn để ý rằng là thầy Park Hang-seo làm những cái hành động nó rất là ngọt ngào, nó rất là nhẹ nhàng yêu thương. Thậm chí có những cái lời mà thầy gửi cho những cái học trò của mình đó, Huân tin rằng là nó sẽ giúp cho học trò của mình có thể tiết ra được nhiều hormone hạnh phúc hơn, có thể có nhiều động lực hơn. Ví dụ như là một cái ôm, hoặc là một cái câu nói thầm bên tai là thôi mình cố lên ha, hoặc là phải cố gắng mang vinh quang về cho Việt Nam, vân vân. Những câu rất là nhỏ nhẹ như vậy thì có thể giúp cho người ta tăng được nghị lực,
cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy bản thân có thể nỗ lực hoặc là phấn đấu tốt đẹp hơn và có thể mang về những cái thành tích tốt hơn. Chúng ta có thể không tin, nhưng mà việc mà những cái lời nói được buông ra hoặc là được thốt lên với tất cả dụng ý và dụng tâm tốt đẹp thì có thể khiến cho người khác cảm nhận được và cũng có thể biến nó trở thành một trong cái nội lực quan trọng, một trong những cái động lực quan trọng để người ta hành động. Đương nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cái gì cũng có hai mặt của nó. Ngôn từ hay là lời nói vừa có thể là một vũ khí lợi hại nhưng cũng có thể là một cái con dao làm đứt tay người sử dụng nếu như chúng ta sai lầm. Có thể khiến cho cuộc đời ai đó nở hoa nhưng cũng có thể khiến cho cuộc sống bế tắc, tuyệt vọng nếu như phải nghe những cái lời lẽ khắc nghiệt, những cái từ ngữ chua ngoa và dối trá. Có một cái câu thơ, có một cái đoạn thơ mà Huân rất là thích của một cái người đã nói như thế này: lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắc lại cay cay. Rõ ràng lời nói thì như Huân nói nó vô hình, vô tướng, không có thấy, không có rõ ràng gì cả, không nắm bắt được, nhưng có thể khiến cho chúng ta đau đớn nếu như mà chúng ta bị tác động hoặc là bị tấn công bởi những cái từ ngữ rất là cay cú, cay đắng, vân vân. Lời nói không là khói nhưng có thể khiến cho chúng ta cay mắt, khiến cho chúng ta khóc, khiến cho chúng ta đau đớn, khiến cho chúng ta buồn bã suốt một thời gian dài. Thậm chí những cái tổn thương do lời nói mang lại, xét về mặt tâm lý học thì nó có thể là các vết thương dai dẳng đeo đẳng chúng ta suốt một thời gian dài. Thậm chí đối với nhiều người đó là vết thương suốt đời mà khó có thể chữa lành như các vết dao cắt. Thực tế thì ngôn từ và lời nói có thể định hình tính cách của con người chúng ta. Và để nhờ nhận định điều này thì tác giả Seabrook đã từng nói rằng là lời nói là tấm gương của tâm hồn. Anh nói như thế nào, anh là như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể cân nhắc trước khi chúng ta buông lời. Nếu như chúng ta là những cái người sử dụng ngôn ngữ hoặc lời nói một cách tiêu cực hoặc là tấn công người khác thì có vẻ như chúng ta cũng không mấy là một cái người biết quan tâm, động viên, chia sẻ và yêu thương người khác, chí ít là người ta có thể ghi nhận thông qua mặt ngôn ngữ, mặt từ ngữ, mặt ngôn từ của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy là chỉ xét ở một số khía cạnh rất đơn giản trong đời sống của chúng ta thì lời nói có một cái vai trò, có một cái sức nặng hết sức là quan trọng trong việc thiết lập, tạo lập các mối quan hệ cũng như phát triển các mối quan hệ xung quanh chúng ta, cũng có thể hình thành nhân cách của con người, của con trẻ, cũng có thể là một trong những cái thước đo để đo lòng con người. Vì vậy cho nên là có một cái câu chuyện sau đây mà Huân muốn chia sẻ với tất cả quý vị về cái bài viết của một tác giả tên là Hoàng Văn Minh mà Huân có sưu tầm được trên báo Quảng Nam. Thì bài viết này từ năm 2017 của tác giả Hoàng Văn Minh cũng khá là đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Mở đầu bài viết tác giả mới nhận định như vậy: tuổi già giọt lệ như sương ấy mà người nghệ nhân già, bạn vong niên của tôi sáng sớm đã ôm mặt khóc thành tiếng như một đứa trẻ khi bất ngờ chứng kiến cội mai già cỗi của mình đã bắt đầu nhú chồi sau nhiều tháng nghe ông năn nỉ. Và có đọc hết cái đoạn viết này thì Huân mới thấy rằng là nó là một cái câu chuyện có thật và cũng là một cái câu chuyện mà khiến cho chúng ta có thể nhận thấy được cái sự quan trọng hay là cái sức mạnh của ngôn từ. Tiếp tục câu chuyện thì tác giả Hoàng Văn Minh mới chia sẻ: đó là cây mai lão giáng tà hay còn gọi là giáng siêu, nên nhìn cứ liêu xiêu nghiêng ngả mà người nghệ nhân già nua đã mua được sau một phiên đấu giá toát mồ hôi năm nào. Đối với ông đó là một số tiền rất lớn. Vườn mai của người bạn già có hàng trăm cội nhưng mà ông bảo mình thương yêu nhất là lão mai này, bởi đó là một biểu tượng của sức sống vượt qua nghịch cảnh.
Có một cái chuyện rất đáng nhớ mà anh Minh anh kể lại, đó là một hôm á, lão Mai gián tà của ông bạn đột nhiên ú lá và có nguy cơ về trời. Người nghệ nhân già đi tìm đủ mọi cách để chẩn bệnh, bốc thuốc, chạy chữa, nhưng mà bệnh không những không thuyên chuyển mà còn ngày một nặng thêm. Theo kinh nghiệm lâu năm của người nghệ nhân già này đó, thì sự sống của lão Mai á, lúc này chỉ còn có thể được tính bằng ngày. Trong cơn tuyệt vọng vì sắp vuột mất một tặng phẩm vô giá của trời đất mà mình trót yêu thương, thì tối đó lão nghệ nhân già như một cái người mù, dùng đôi bàn tay của mình vê vuốt từ gốc cho đến ngọn của lão Mai, miệng thì thầm năn nỉ rằng là: Mai ơi, đừng chết, đừng bỏ người bạn già tội nghiệp này mà đi. Cứ như thế hết đêm này đến đêm khác, lão nghệ nhân già gần như thức trắng để vuốt về năn nỉ một cội mai đang thở những hơi tàn. Để rồi một ngày á, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cội mai lão gián tà cuối cùng đã lúng phúng chồi non để bắt đầu một hành trình sống mới. Chứng kiến hành trình cứu sống lão Mai gián tà kỳ diệu của lão nghệ nhân già, tôi bỗng nhớ đến lời của một vị giáo sư, một nhân vật trong bộ phim Ám Ảnh có tên Cậu bé đặc biệt của Ấn Độ. Đây là một bộ phim mà Huân cũng rất là thích. Nếu như chúng ta có thời gian thì mùa dịch này có thể tìm bộ phim của Ấn Độ tên là Cậu bé đặc biệt để chúng ta đọc. Một mặt nó nói về những cái đứa trẻ đặc biệt, những đứa trẻ có vấn đề về mặt tâm lý, có vấn đề về mặt tâm lý tâm thần, là sự khuyết tật về mặt tâm thần. Một mặt để chúng ta thấy rằng là phương cách giáo dục ở đó có sự đối lập giữa những người thiếu hoặc là mất phương hướng giáo dục con cái bằng những cái lời đe nè, bằng cái sự bạo hành về mặt ngôn ngữ, lời nói, tinh thần, và cả những cái người thầy rất là tiến bộ. Thì tiếp tục câu chuyện là vì nhiều lần nó thấy người cha của cậu học trò, tức là cái cậu bé đặc biệt trong phim này nè, đang dạy con theo kiểu là quá nghiêm khắc và giáo dục con bằng những đòn roi, lời mắng chửi thay cho lời yêu thương. Vị giáo sư này đã kể cho người cha nghe một cái câu chuyện rằng trên đảo Solomon, một cái đảo quốc của người Melanesia, ở một cái tỉnh thuộc phía đông của Thái Bình Dương, thì khi một cái bộ lạc đó, họ còn phát quang rừng rậm để tạo ra những cánh đồng, họ không chặt cây đi, mà quý vị biết không, họ dùng cái cách thức đó là họ kêu dân làng ra đứng quanh cái gốc cây đó, và chỉ cần quăng các lời sỉ vả vào cái cây, họ nguyền rủa nó, và dần dần sau nhiều ngày thì những cái cây này bắt đầu khô héo và tự chết. Chúng ta thấy rằng là người ta có thể giết chết một cái cây mà thậm chí là cây lớn tuổi, chứ không phải là những cây còn nhỏ còn non đâu, chỉ bằng những lời mắng chửi sỉ vả. Sau tiếp tục câu chuyện thì sau lần gặp gỡ thầy giáo của con mình, người cha này đã thay đổi cách dạy con, rồi con trai của ông á, được ví như cái cây thì đã cho ra những cái hoa trái ngọt ngào với hình dung và bao kỳ vọng của người cha cũng được đền đáp. Thật ra thì chuyện cây cũng như chuyện người, mà có nhiều anh chị của mình có nằm trong cái group gọi là trồng cây trồng người, thì thấy rằng là nếu như chúng ta trồng, chúng ta nuôi dưỡng một cái cây, thì chúng ta cũng đồng thời có thể cảm nhận được việc giáo dục và dạy dỗ một con người nó cũng có những nét tương đồng như vậy. Nếu như cái cây hay con người á, mà toàn là được nghe những lời yêu thương á, thì thế nào cũng sẽ được đón nhận và đáp trả bằng yêu thương. Cuộc sống vốn ngày càng quá ngột ngạt và thiếu công bằng, hãy tìm một lý do nào đó để yêu thương nhau thay vì giận hờn, chỉ trích, mắng chửi và làm tổn thương nhau bằng một cách nào đó. Tác giả Hoàng Văn Minh cũng đúc kết sau bài viết của mình là lời độc có thể làm chết cỏ cây thì cũng có thể tước đi cả một mạng người. Và chúng ta thấy là không có đơn giản rằng là lời nói của chúng ta thì có thể gây tổn thương thôi đâu, mà có thể để lại những cái vết thương sâu sắc lâu dài. Và như đã nói, nó cũng có thể gì ạ? Nó cũng có thể tạo ra những cái tác nhân
gây hại đến người khác, thậm chí có thể tước đoạt cả mạng sống của một ai đó, chứ chưa hẳn là chúng ta phải sử dụng đến bất kỳ một cái vũ khí gì khác, mà chỉ cần thông qua lời nói thôi cũng có thể khiến cho một ai đó họ họ phải tự giả cuộc đời chỉ vì những cái câu nói của chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra một số cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của ngôn từ, xét ở khía cạnh không tích cực thì nó sẽ như thế nào. Thứ nhất á, là nó có thể triệt tiêu động lực. Thứ hai á, nó có thể tạo ra các áp lực, có thể khiến cho ai đó cảm thấy căng thẳng. Và nếu trong việc giáo dục con cái hoặc là dạy dỗ học trò, có thể khiến cho học trò của chúng ta hình thành nhân cách một cách thiên lệch nếu như tất cả những lời nói hoặc là chúng ta thường xuyên thường xuyên sử dụng những cái lời nói mà nó tiêu cực, nó độc hại, được không ạ? Thì có một cái câu danh ngôn mà Huân cũng có thể cùng chia sẻ với chúng ta, đó là lắng nghe lời ác là con đường dẫn tới cái ác. Nếu như chúng ta để ý rằng là nếu như đứa trẻ được sinh ra trong một cái gia đình mà chung quanh thì toàn là những người ăn nói thô lỗ, cha mẹ thường miệt thị, đánh giá, chê bai, tấn công, dè bỉu con cái của mình, thì đứa trẻ có thể có các xu hướng lớn lên với những cái nhân cách nó thiên lệch, thậm chí là méo mó. Thứ nhất, có thể sẽ kích hoạt một đứa trẻ quậy phá, lì lợm để chống đối lại ba mẹ hoặc là người lớn. Thứ hai, có thể sẽ hình thành những đứa trẻ chịu đựng. Thứ ba, cũng có thể hình thành những đứa trẻ có thể miễn nhiễm với tất cả những điều này, dựa vào bộ lọc cá nhân của đứa trẻ, kiểu gần gần bùng nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà xin thưa, số lượng hoặc là cái tỷ lệ trẻ mà có thể vượt thoát được những cái khó khăn, những cái áp lực, những cái ký ức mà không tốt đẹp bởi có một cái tuổi thơ không mấy là vui vẻ, không mấy là lành mạnh thì không nhiều. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tác động của người lớn hoặc là những tác động về mặt giáo dục có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra nhân cách của đứa trẻ trong tương lai. Và câu chuyện mà Huân muốn kể để cho chúng ta thấy rằng, để chúng ta có thể xem đây như là một minh chứng cho những lời nói độc hại có thể tác động đến những đứa trẻ như thế nào. Chuyện kể rằng có một đứa trẻ dù năng lực yếu kém nhưng luôn được mẹ của cậu bé động viên và ủng hộ, cậu cảm thấy có động lực và không ngừng vươn lên. Khi trưởng thành, cậu bé là ông chủ của một công ty. Ngược lại, cũng có một cái cậu bé hàng xóm ở gần đó, dù thông minh, lanh lợi nhưng mẹ cậu luôn có thái độ gắt gỏng trước những sai lầm của con. Bà chỉ biết chê bai và trừng phạt cậu bé, không khi nào khen ngợi hay tha thứ cho con. Lúc nào cậu ấy cũng thấy có một cái áp lực vô hình ghê gớm bao quanh mình. Không ai ủng hộ cậu ấy, cả thế giới dường như quay lưng với cậu. Cậu vô cùng chán nản, buông bỏ học hành. Lớn lên chẳng may cậu lại gia nhập một băng cướp và gây nên rất nhiều trọng án. Như vậy thì thật ra tất cả các bậc cha mẹ ai cũng muốn rằng con mình sẽ lớn lên một cách nó lành mạnh, tốt đẹp và hình thành những cái nhân cách có ích cho xã hội. Nhưng đôi khi chúng ta không ý thức về cách giáo dục của mình dẫn đến những cách giáo dục sai hoặc là chưa có phù hợp. Điều này cũng tạo ra những cái dự báo cho tương lai của đứa trẻ là tốt đẹp hay không tốt đẹp. Hai cậu bé trong câu chuyện đó trở thành những cái nhân cách khác biệt. Bởi chúng ta phải khẳng định một điều rằng là phần lớn sự khác biệt này đến từ những ngôn từ khác biệt trong giáo dục của hai bà mẹ khác nhau. Và nếu như chúng ta có những bà mẹ rất tâm lý, rất am hiểu, rất quan tâm, lắng nghe và có thể dạy dỗ con mình một cách nhẹ nhàng, yêu thương, nghiêm túc, đúng lúc, không có buông lỏng hay để con tự do một cách quá đà, nhưng cũng không kìm kẹp con, hạn chế sự phát triển của đứa trẻ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ hiểu biết
những đứa trẻ lớn lên có ích cho xã hội. Như vậy thì câu chuyện cũng gợi mở cho chúng ta nhiều cách để chúng ta có thể nhìn nhận lại rằng bản thân mình đã nuôi dạy những đứa trẻ như thế nào, bản thân mình đã có cái phương cách giáo dục ra sao, và liệu rằng chúng ta có đúng cho đến thời điểm này hay không. Và một số gợi ý mà Huân sẽ gợi ý cho tất cả quý phụ huynh cũng như các thầy cô để có thể có những cái cách nói chuyện với những đứa trẻ, vì đây gần như là những mầm xanh, gần như là những mầm non tương lai rất quan trọng, sẽ là những thế hệ tiếp theo kế tục chúng ta tạo nên những cái điều tốt đẹp, xây dựng đất nước hoặc xa hơn hoặc gần hơn là xây dựng nhân cách của chính các em hay là những cái thế hệ tiếp nối. Và những cái điều này thì cũng không phải quá xa lạ, vì chúng ta có thể đã đọc được ở trên báo chí, trên sách vở, xem trên truyền hình, truyền thanh vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhấn mạnh một lần nữa để bản thân mỗi chúng ta lại nhắc nhở mình thêm để có thể có những cái tác động tốt hơn kể từ bây giờ. Nếu như một người tiêu cực thì chúng ta sẽ có thể thấy một đứa trẻ khóc và chúng ta sẽ nạt đứa trẻ thật lớn là nín ngay, khóc gì mà khóc hoài. Nhưng nếu như một ba mẹ, một ông bố ba mẹ hoặc một thầy cô tích cực thì có thể nói là thầy cô hoặc là ba mẹ biết con đang rất là buồn, nhưng mà nếu như con cứ khóc như vậy á thì mẹ cũng buồn lắm hoặc ba cũng buồn lắm, con có thể nói cho ba mẹ biết rằng là chuyện gì khiến cho con buồn như vậy hay không, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nhé. Đó cũng là một cái cách, đúng không ạ? Nếu như một ông bố ba mẹ không tích cực thì khi mà thấy con mình không chịu ăn, biếng ăn hoặc là không muốn ăn đồ ăn đó, thay vì tìm hiểu, thay vì hỏi han, chúng ta có thể vô tình nói với đứa trẻ rằng là con có ăn đi không? Không ăn mẹ cho nhịn đói đấy. Nếu như con không ăn, con sẽ gầy gò, con sẽ ốm đau bệnh tật, và thậm chí là con sẽ học dốt đó. Những cái câu này có thể gây tổn thương cho đứa trẻ. Đứa trẻ cũng có thể ăn đấy, nhưng mà chắc gì những cái thức ăn đó hoặc là những cái tâm lý nhẹ nhàng nó sẽ được kích hoạt. Và chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi con ăn như vậy thì khả năng là bị đau bụng hoặc là bị đầy hơi hoặc là sẽ rất là khó tiêu hóa thức ăn, vì lúc đó tâm lý không thoải mái. Và chúng ta thấy rằng là cái việc tiêu hóa thức ăn lúc này nó không có được thực hiện một cách tập trung, mà nó có thể chỉ dành cho sự bức rứt, bực bội, khó chịu. Vậy thì một ông bố bà mẹ tích cực hoặc một người lớn tích cực sẽ nói như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng là đồ ăn không ngon hả con, hay là như thế nào, con có muốn thêm gì không, con sẽ cố gắng ăn đi nha, cái này nó tốt như thế này, cái này nó tốt như thế kia. Nếu như con ăn á thì con có thể sẽ khỏe mạnh, thậm chí là con có thể thông minh như bố hoặc là anh trai của con vậy đó, được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là khi đứa trẻ phạm một cái sai lầm gì đó hoặc là nói không đúng á, thì đa số người lớn chúng ta có thể mắc phải cái cách nói như sau: con lại làm hư đồ nữa rồi, con nói như vậy là sai rồi, để mẹ làm cho, hoặc là con ngồi yên đó đi, hãy để đó cho mẹ, cho ba, cho thầy cô. Chúng ta có thể sử dụng một cách nói khác, để mẹ hoặc là để thầy cô chỉ cho con cái cách làm đúng hơn, cách này làm nhanh lắm, con cứ cố gắng tập trung để ý nè, lần sau á thì chắc là con sẽ không làm sai nữa đâu, vân vân. Chúng ta có thể sử dụng những cách nói như vậy. Rồi, nếu như mà đứa trẻ chậm chạp thì chúng ta có thể một cách bộc phát, và có những người sẽ chửi rầy la đứa trẻ: nhanh lên, làm gì mà như rùa bò vậy, con có biết rằng là bố mẹ hoặc thầy cô đã đợi con lâu lắm rồi không? Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng một cách khác: con thử xem là ai sẽ là người nhanh hơn, ai sẽ chuẩn bị tốt hơn, chúng ta cùng nhau thi đua nhé. Thật ra là những đứa trẻ nó rất là thích được thi đua, và mọi thứ có thể biến thành các trò chơi thú vị nếu như chúng ta biết cách dẫn dắt. Nếu như con cái của chúng ta đang học rửa bát đĩa mà nó làm không sạch, chúng ta có thể dụ đứa trẻ, đúng không? Chúng ta có thể đuổi chát bằng việc là con lau nhà đi, con rửa chén đi, con lặt rau đi, con làm sạch, con làm hết đi, rồi mẹ sẽ đãi cho con kem, mẹ sẽ tặng cho con kẹo, mẹ sẽ cho con được đi chơi, vân vân.
Thay vì vậy, chúng ta có thể nói rằng hôm trước con đã giúp mẹ rửa bát, con đã giúp mẹ lau nhà, khiến cho nhà mình nó rất là sạch sẽ nè, bát cũng rất là thơm mát mà mẹ cũng rất là vui nữa, con giúp mẹ được nhiều lắm đó. Vậy cho nên là hôm nay á, con có thể giúp mẹ thêm một chút nữa nha, mẹ cảm ơn con. Thì chúng ta thấy rằng là cũng không phải là quá khó để mà chúng ta lựa chọn cách thức để mà giao tiếp với trẻ, nhưng có vẻ như nhiều khi bột xoay cơm áo gạo tiền, hay là cái tính của chúng ta, hoặc là chính vì chúng ta nghĩ rằng con cái thì có thể không có quá để tâm đến những điều này, rồi chúng ta tổn thương con trẻ, trong khi đúng thực ra là những người thân thiết của mình á, là những người chịu đựng chúng ta nhiều nhất. Và chúng ta cũng phải biết rằng là đúng ra những người mà yêu thương mình nhất phải là những người được mình yêu thương trở lại nhất. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cách thức nói nó khác đi, để chúng ta có được những cái cách nói tích cực, để chúng ta có thể hình thành nên ở trong đứa trẻ cái sự tự tin, niềm vui, hay là những cái tinh thần thoải mái, vui vẻ trong cái việc giao tiếp, để có thể từ đó con học hỏi được nhiều thứ. Đôi khi chúng ta triệt tiêu những cái động lực của đứa trẻ, ví dụ đứa trẻ nó vẽ vời tùm lum ở trên áo, trên quần, trên tường, thì chúng ta đừng vội chửi mắng đứa trẻ, mà chúng ta có thể khen đứa trẻ sự sáng tạo trước, rồi chúng ta chỉ cho đứa trẻ cách thức để có thể cải thiện điều đó. Nếu như chúng ta không chỉ cho ai đó cách thức để làm đúng thì họ có thể buông đời làm sai. Như vậy thì việc dạy những đứa trẻ cũng như vậy. Có một cái câu nói mà Napoleon Hill đã từng nói trong các cái lần diễn thuyết của mình, thì cũng có thể là một cái câu nói nhắc nhở chúng ta. Hãy nghĩ hai lần trước khi nói, bởi vì lời nói và ảnh hưởng của bạn sẽ gieo hạt giống hoặc của thành công hoặc của thất bại vào tâm trí người khác. Và người khác ở đây có thể là những người rất thân thuộc xung quanh chúng ta, là con cái, là vợ, là chồng, là học trò của chúng ta. Vì vậy cho nên là hãy cố gắng uống lưỡi 7 lần trước khi nói cũng được, suy nghĩ 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần gì trước khi chúng ta bắt đầu sẽ phải nói một điều gì đó cũng được. Nếu như chúng ta có thể cẩn trọng trong ngôn ngữ thì đồng thời chúng ta cũng sẽ có thể gặt hái được những điều tốt đẹp. Và chúng ta sẽ nói gì thêm về cái tác hại thứ hai của những cái lời nói không có được lành mạnh, đó là nó có thể tổn thương hoặc có thể giết chết người. Như mình nói, sự tổn thương này chắc chắn là ai cũng cảm nhận ít nhất một lần. Thực ra là người khác thay vì có thể khen chúng ta đã làm tốt 8 điều thì họ có thể chê chúng ta đã làm sai 2 điều. Rõ ràng là chúng ta có vẻ hay tập trung vào việc đánh giá hoặc phán xét người khác. Và vậy thì thực ra là lời nói nó có thể tác động xấu đến người khác như thế nào mà có thể giết chết người khác. Có một cái câu chuyện chúng ta có thể quay ngược lại thời gian trong quá khứ, nói về Gia Cát Lượng, một cái câu chuyện tên là Gia Cát Lượng mắng chết Dũng tướng. Thì Huân sẽ chia sẻ lại với tất cả chúng ta để chúng ta có thể cảm nhận, thay vì chúng ta sẽ nói một cái chuyện nào đó nó khơi khơi mà nó không có một cái minh chứng nào. Cái câu chuyện này nó bắt đầu như thế này. Ai cũng biết rằng là Gia Cát Lượng không những giỏi về binh thư, mưu được bày binh bố trận như thần. Khổng minh Gia Cát Lượng còn sử dụng lời nói như một sức mạnh để có thể chiến thắng. Trước lời lên án chế giễu của Vương Lãng, Gia Cát Lượng mạnh lời đã vạch trần bản chất nhút nhát, phản bội, vô sĩ, khiến cho Vương Lãng uất ức ngã ngựa mà chết. Sau một trận thua nặng nề ở Tà Cốc, Tà Chân, Tào Chân bị ốm nằm mê man. Biết vậy á, Gia Cát Lượng mới viết một bức thư rồi cho người gửi đến doanh trại của ông. Trong thư á, Gia Cát Lượng chê bai Tào Chân là dũng tướng mà vô học, không biết dùng binh, liên tiếp thất trận làm tổn hại xương máu của binh sĩ. Như thế thì còn mặt mũi nào mà đứng ở đời, làm sao mà dám còn gặp lại dân chúng, còn tu cách nào để thăng đường nghị sự. Tào Chân đọc xong bức thư tức tối liền ngất xỉu.
Ngay đêm đó, Tào Chân cũng lìa đời. Chúng ta thấy rằng là chỉ với cái lối viết hoặc là với cái lối hành văn cũng có thể khiến cho ai đó bị tổn thương rất nghiêm trọng và đến mức bỏ mạng như Gia Cát Lượng đã làm với các cái nhân vật trong câu chuyện. Như vậy thì thật ra là thỉnh thoảng trong tình yêu hay trong gia đình hay trong các mối quan hệ, chúng ta cũng có thể thấy những trường hợp nghĩ quẩn, thậm chí bỏ mạng chỉ vì những câu nói của ai đó, có thể vô tình nhưng cũng có thể cố ý. Nhưng đôi lúc những cái người trong cái câu chuyện này, nhất là những cái người buôn lời cay độc, thì không thể nào mường tượng được cái kết quả hay cái hậu quả có thể xảy đến. Có câu là dao đâm á, có lúc lành thương tích, lời nói đập dao hận suốt đời. Như vậy thì giống như Hùng nói lúc nãy đó, bị đứt tay, đứt chân á, thì cũng có lúc lành. Nhưng mà lời nói mà đâm nhau, lời nói gây tổn thương cho nhau, có thể ân hận suốt một đời. Cũng có những người họ vượt qua được, nhưng số này không nhiều. Thật ra bản thân Hùng cũng từng trải qua một cái chuyện là mình cảm thấy mình bức bối và tức tối vô cùng khi một giáo viên dạy mình, thời mà mình cũng còn nông nổi, còn là học sinh, thì mình cảm thấy mình rất là giận vì những cái lời chê bai chỉ trích không đáng. Mà thật ra mình không có quên chuyện này. Tha thứ thì mình đã tha thứ, nhưng mà mình không có quên. Mình vẫn luôn sử dụng cái câu chuyện đó, về thầy đó, về câu chuyện dạy văn đó, về một cái người dạy về cái đẹp, nhưng lại buông những cái lời rất là gây tổn thương cho chính mình. Và bản thân mình thì là một trong những học sinh giỏi văn. Rõ ràng là mình có những tổn thương mà đeo đẳng cho đến khi mình học tâm lý đó, thì mình có thể tự giải tỏa cho chính mình được. Thì rõ ràng là bản thân mình cũng trải nghiệm qua điều này, chứ không phải mình chỉ nói lý thuyết suông, hoặc là mình nói cho có chuyện mà nói. Chúng ta phải thấy rằng là lời nói thực sự có một tác động rất khủng khiếp, dù là tích cực hay tiêu cực thì sức mạnh của nó là không thể nào kiểm soát hay chối cãi được. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là lời nói thì có người nói thật, có người nói dối, có người họ cố gắng để mà nói những cái điều không có thật lòng để đạt được một cái mục đích nào đó. Vậy thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi, chúng ta có thể nói dối không? Chúng ta có nên nói dối không? Và nếu mà chúng ta nói dối thì những lời nói dối đó phải là như thế nào, trong ngữ cảnh nào? Và chắc chắn là lời nói dối trong một số trường hợp vẫn có thể dùng. Lời nói dối đó nên là lời nói dối nhân hậu và vô hại. Như lời nói dối của bác sĩ với một bệnh nhân ung thư rằng là anh sẽ ổn thôi, anh sẽ tốt thôi. Và như rằng vì được động viên, vì được san sẻ, cho nên là bệnh nhân có thể sẽ bình phục nhanh hơn những người nói rằng là ơi, sức khỏe của anh đã quá là không ổn rồi. Anh thích ăn gì thì ăn, anh muốn làm gì thì làm đi, để chuẩn bị cho ngày nhắm mắt xuôi tay. Thì có thể hình thành trong người ta một cái sự ám thị tâm lý không tích cực một tí nào hết. Và Hùng cũng từng nghe kể một cái câu chuyện, có một bác sĩ nói với một bệnh nhân ung thư rằng là anh yên tâm đi, chừng nào tôi còn sống thì anh còn sống. Và vị bác sĩ này thì rất là trẻ, cho nên là bệnh nhân cứ càng ngày càng hồi phục nhiều, càng ngày càng hồi phục và ổn. Nhưng cũng có một cái bác sĩ khác cũng nói những cái điều tương tự với một bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân đang trên đà hồi phục thì bỗng nhiên một ngày hay tin bác sĩ bị tai nạn giao thông và chết. Thì bệnh nhân này cũng dần dần buồn bã vì không có ai động viên, và cũng tin rằng là bác sĩ này chết rồi thì anh ta cũng có những cái kết cục tương tự. Và cuối cùng thì bệnh nhân này chết thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái lời nói dối mà vô hại, lời nói dối mà nhân hậu thì chúng ta vẫn gặp nhiều, đúng không?
Ví dụ như ngày xưa thời của Huân và thời của các anh chị mà 7x 8x thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhà chúng ta đôi lúc đói đói khổ quá, cho nên là ba mẹ chúng ta hay nhường chúng ta những cái phần ăn ngon. Nhiều khi mình hỏi ba mẹ mình nói rằng là ba hoặc là mẹ đã ăn món này chưa, mẹ hoặc ba mình nói rằng là mẹ ăn rồi, ba ăn rồi, ngon lắm, no lắm, con ăn đi. Nhưng thật ra là có đâu mà nhiều để ai cũng được ăn, đúng không? Mà chỉ có con cái được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc đến mức như vậy thì mới được ba mẹ nhường cho cái phần ngon, phần thơm, phần đẹp nhất. Do đó mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều lời nói dối nhân hậu và vô hại như vậy vẫn diễn ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Có một cái câu chuyện về Đức Phật và người thợ săn thì Huân cũng muốn kể cho cả nhà nghe. Chuyện kể rằng là một hôm á, đang đi dạo bộ trong rừng thì Đức Phật nhìn thấy một con hươu chạy đến rồi rẽ hướng vào rừng. Một bên đùi có mũi tên cắm sâu, máu chảy rất nhiều. Lát sau á, có một người thợ săn chạy đến gặp Đức Phật và hỏi người rằng có thấy con hươu nào chạy qua đây không? Đức Phật đã bình thản chỉ về hướng khác. Ở hướng đó, người thợ săn cảm ơn Đức Phật rồi hối hả chạy theo hướng người theo hướng tay người chỉ. Không nói dối là một trong năm giới cấm mà Đức Phật luôn tâm niệm và thực hiện trì giới. Nhưng ngay trong tình thế này á, Phật cũng đã buộc phải phạm giới để cứu lấy con hươu. Lúc cần cứu vật, đúng sai không còn phân biệt nữa. Nói dối mà cứu được vật, thiện căn lớn hơn là nói thật mà phạm tội sát sinh. Tránh được cái tội này nhưng lại phạm vào cái tội khác lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có thể nói dối, mà lời nói dối để có thể cứu được ai đó, giúp được ai đó thì chắc chắn là cần rồi, đúng không nào? Vậy thì còn những cái câu nói như là thương thì cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, hay sự thật mất lòng thì có khiến cho chúng ta lăn tăn hay không? Vậy không lẽ là chúng ta không nên nói thật, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nói thật mà gây đau đớn cho người khác thì không đúng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng sẽ tự đặt một câu hỏi cho chính mình rằng là nếu như đã là sự thật, tại sao mình không cố gắng nói cho nó khéo léo, nói cho nó dễ chịu? Chứ bây giờ mình nói cho mất lòng người khác bằng những cách nói quá là thẳng thừng thì tốt hơn mình có thể lựa chọn một cách nói nó nhẹ nhàng hơn, cũng là chuyển tải một nội dung, nhưng mà chúng ta đương nhiên có rất nhiều cách để chuyển tải nó. Rồi thương á, sao không nghiêm khắc thôi? Thương sao không chỉ cho người ta con đường đúng? Thương sao không để cho người ta biết sai rồi người ta sửa, mà nhất định là phải cho roi cho vọt? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng có thể tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu sức mạnh của ngôn ngữ, sức mạnh của ngôn từ thì chắc là chúng ta sẽ có thể tránh được những điều này. Và có một cái điều nữa mà Hùng cũng muốn chia sẻ là ông bà mình nó hay nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu như theo ý này á thì có thể diễn nghĩa rằng là nếu như chúng ta tốt bụng chân thật á thì vẫn tốt hơn là chúng ta nói lời, tức là tốt bụng mà nói lời không tốt á, thì vẫn đỡ hơn là cái người mà không tốt bụng cả nói lời không tốt, đúng không ạ? Được chưa? Tốt bụng và nói lời khéo léo, nhẹ nhàng, tốt đẹp với một người tốt bụng và nói lời mất lòng, nói lời không hay, nói lời tiêu cực vân vân, thì đương nhiên là chúng ta phải thấy rằng là một cái người vừa tốt gỗ, một cái vừa người vừa tốt nước sơn thì tốt hơn một cái người chỉ tốt gỗ mà không tốt nước sơn, đúng không? Huân cũng hay phản đề lại là tại sao chúng ta đã tốt gỗ rồi mà mình còn không có chịu tìm một cái nước sơn tốt, vì nó có thể tôn tạo nên một cái khúc gỗ tốt mà. Thực ra việc mà chúng ta sử dụng một cái nước sơn nó không ổn, nó không tốt thì nó cũng ngăn trở người khác có thể tiếp cận được với cái khúc gỗ tốt này. Vậy thì để ta trọn vẹn hơn, nếu đã tốt gỗ thì cố gắng tìm một nước sơn tốt để cho chúng ta phủ lên,
vì gỗ tốt xứng đáng có nước sơn tốt. Vậy thì nếu như cho chúng ta tốt bụng, chúng ta nên khéo léo hơn nữa về mặt ngôn ngữ. Nếu như chúng ta là người đàng hoàng tử tế thì chúng ta có thể sử dụng ngôn từ khéo léo, dễ thương, dịu dàng. Đương nhiên không có cái gì có thể làm được liền, mà nếu như chúng ta không có được phú cho một cái khả năng ngôn ngữ thì chúng ta có thể học, chúng ta có thể rèn giũa thông qua con đường học tập, thông qua con đường giáo dục, thì tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ được cải thiện, ít nhất là về mặt ngôn ngữ mà chúng ta đang không có khéo léo, chúng ta còn quá vụng về. Còn nếu như tất cả chúng ta nghĩ rằng là có một ai đó không thể nói được điều gì tử tế, hoặc là mở miệng câu nào ra nó vô duyên câu đấy, mở miệng câu nào ra gây tổn thương câu nấy, thì thôi mình có thể giữ im lặng cho đến khi mình nghĩ được điều gì hay ho để nói. Và đặc biệt là trong cơn bực tức, trong cơn giận dữ, trong cơn giận dỗi thì chắc chắn là chúng ta không nên nói gì rồi. Chúng ta để đến lúc mà mình tỉnh táo, đến lúc mà đôi bên cùng nhau nguội lửa hết rồi, chúng ta cảm thấy mọi thứ đã quay về trạng thái bình thường rồi, thì lúc đó chúng ta thổ lộ, dù lời có thể không tốt đẹp hay là có thể gây tổn thương, thì nó vẫn đỡ mức độ sát thương hơn là lúc chúng ta giận dỗi mà nói cái điều không phù hợp. Vậy thì người ta thường hối tiếc vì những gì mình nói chứ không phải là vì sự im lặng của mình. Có một cái thực nghiệm rằng là có một cái tấm bảng á, được để giữa đường phố và cho những cái người đi đường họ viết vẽ lên đó những cái điều mà họ hối tiếc. Thì đa số mọi người đều cho biết rằng là sự hối tiếc của họ đến từ việc là họ đã lỡ lời, chứ không phải từ những chuyện họ đã im lặng. Như vậy thì chúng ta phải cố gắng rằng là thà là ngồi im lặng hàng ngày trời còn hơn là để những lời khắc nghiệt của mình vang vọng trong trái tim ai đó mãi mãi. Hãy chỉ để những cái ngôn từ đẹp đẽ được vang vọng mãi trong trái tim người khác. Như lời mẹ Teresa đã từng khẳng định mà Huân có dẫn ngay từ đầu đề, đó là những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói nhưng tiếng vọng của chúng thực sự là vĩnh cửu. Thông qua bài chia sẻ ngày hôm nay thì Huân và Tám cuối tuần mong rằng tất cả chúng ta luôn có thể học được cách lựa chọn cái lời nói, hay còn gọi là lựa lời mà nói, trong những cái ngữ cảnh phù hợp để ngôn từ có thể phát huy được sức mạnh tích cực của nó, và ai cũng có thể thừa hưởng được những cái điều tốt đẹp tự tấm lòng của chúng ta từ những ngôn từ mà chúng ta nói ra, từ những lời nói, từ những lời văn, từ những tiếng nói mà chúng ta phát ra từ tận đáy lòng của mình, bằng những cái suy nghĩ, bằng những cái tư duy, bằng sự phân tích rất cẩn trọng. Nếu như tất cả chúng ta đều sống đẹp, nếu như tất cả chúng ta đều nói lời nhẹ nhàng thì cuộc đời sẽ dễ thương biết mấy. Tám cuối tuần số 181 với chủ đề sức mạnh của ngôn từ xin phép khép lại tại đây. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo của tám cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.